Thường thường là họ bonus cho mình rồi 1-2 ngàn gì đó là mình có quyền rút ra, nhưng tôi không bao giờ không lấy được một xu, cho nên tôi ra tòa hiên ngang. Vậy mới chờ thì nó lên hỏi chơi gì chung đúng không? Ba đứa nào? Hai gia đình này vô được, cái gì vô chung? Đối với em nó không có rồi, chẳng lẽ em vô cuộc cái chỗ mà ông sẽ mình vậy? Chụp một cái điện thoại thôi rồi chứ ra đuổi. Chụp một cái điện thoại đâu? Chụp gói như vậy luôn. Mà thì chàng qua cô dữ vậy. Bảy chút xin dí rồi bảy. Đẹp lắm rồi. Trời ơi, ở kế cô thấy cô đẹp thiệt. Rồi, nhanh nha quý vị, vô vô nhanh nha. Wow, An Giang hả? An Giang quê quán. Rồi, em Giang luôn, kiều ngay quê của cô luôn. Rồi, cửa khẩu em ơi. Được nào, được bà thảm không? Rồi vô đi chị, vô đi chị. Chụp lên kia cái con. Mấy đưa điện thoại để cầm cho mày. Đó đây à, hai người ngồi một người đứng nha. Dạ rồi mời mình di chuyển thẳng qua đó luôn rồi. Chuyển thẳng qua bản đi. Ủa có em đẹp hơn đúng không? Mấy anh chị thích nhau hả?
Đây cả nhà em la tới ngay cả nhà. Hello girl. Dễ gì? Dễ gì? Đứng dưới bàn bây giờ tuyệt vời mà. Em là fan ruột mà. Đây nghe cả nhà, em không có chia sẻ quay này của em nha cả nhà. Vô lại cả nhà, cô nè. Cô màu bánh được không? Em không có chia sẻ like quay trên này của em trực tiếp đây nha cả nhà. Người thật như thật ở cái nhà đây. Đi gột đây.